Xin trân trọng kính chào các bạn đã đến với kênh video online Thuốc và Sức Khỏe. Kênh chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thuốc và sức khỏe đến với các bạn hàng ngày. Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn. Loại cây dân dã chữa được xơ gan kể cả thời kỳ cuối. Theo dược sĩ Trần Xuân Thuyết, bệnh nhân Hoàng Ngọc C sau khi điều trị tại bệnh viện không thành công đã tự chữa khỏi bệnh xơ gan cổ trướng bằng bài thuốc từ cây chó đẻ răng cưa. Mô tả: theo cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tắc Lợi, cây chó đẻ răng cưa còn gọi tên là Diệp Hạ Châu, Diệp Hòe Thái, Lão Nha Châu, thuộc họ Thầu Dầu. Đây là loại cỏ mọc hàng năm cao chừng 30cm, thân gần như nhãn, mọc thẳng đứng, măng cành thường có màu đỏ. Lá răng cưa chó đẻ mọc so le, lưỡng lệ trông như lá kép, phiến lá thun dài 5-15mm, rộng 2-5mm, đầu nhọn hay hơi tù, mép nguyên nhưng hơi có răng cưa rất nhỏ, mặt dưới màu xanh, không cuống hay có cuống rất ngắn. Hoa của cây răng cưa chó đẻ mọc ở kẽ lá, nhỏ, màu đỏ nâu, đơn tính, hoa đực, hoa cái cùng gốc ở đầu cành, cái ở dưới. Hoa không cuống hoặc có cuống rất ngắn, đường kính của có thể đạt tới 2mm, treo lủng lẳng ở dưới lá. Hạt ba cạnh, hình trứng, màu nâu nhạt, có vân ngang. Dược tính: đông y cho rằng cây chó đẻ vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng lợi tiểu, tiêu độc, sát trùng, thông huyết, điều kinh, thanh can, lương huyết, hạ huyết. Thường được dùng làm thuốc chữa các bệnh đau gan, thận, đường tiết niệu, đường ruột, bệnh chứng ở ngoài da. Theo giáo sư Đỗ Tắc Lợi, chưa thấy có tài liệu nghiên cứu về tác dụng dược lý của cây chó đẻ răng cưa. Chỉ có nhân dân hay dùng loại cây này để làm thuốc giã nát với muối để chữa đinh rau, mụn nhọt. Ngoài ra, qua dùng thực tế còn thấy cây này có tác dụng chữa bệnh gan, chữa sốt, đau mắt, rắn cắn, ngày uống 20-40 cây tươi. Sau khô, xác đạt để uống, dùng ngoài không có liều lượng. Dược sĩ Trần Xuân Thiết đã thống kê những công trình nghiên cứu về tác dụng của cây chó đẻ răng cưa như sau. Với viêm gan do virus B, kết quả sau 3 ngày, có 22 bệnh nhân đạt kết quả tốt, âm tính và chứng minh Diệp Hạ Châu đắng có chất ức chế mang polymerase AND của virus viêm gan B. Với xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối, bệnh nhân Hoàng Ngọc C, 29 tuổi, vào điều trị tại khoa nội tiêu hóa của bệnh viện. Sau khi xét nghiệm, kết luận xơ gan cổ trướng thời kỳ cuối, bệnh viện không có khả năng điều trị. Các bác sĩ đã khuyên người nhà đưa bệnh nhân về lo hậu sự. Ở nhà, gia đình đã điều trị bằng thuốc bắc, nhưng bệnh càng xấu đi. Người bệnh không ăn được, khó thở do bệnh trướng, tĩnh mạch, cổ nổi to, xuất hiện tuần hoàn ban trệ. Bệnh nhân luôn phải ngồi theo tư thế Fowler do ngạt thở. Nhờ có người mách dùng cây chó đẻ răng cưa đắng sao vàng 100g, khoảng 400g tươi, sắc cho bệnh nhân uống trong ngày. Sau 7 ngày dùng thuốc, các triệu chứng nói trên thuyên giảm. Bệnh nhân bụng mềm, tĩnh mạch cổ nhỏ lại, ăn ngủ tốt. Tiếp tục dùng thuốc với liều như trên thêm 221 ngày nữa thì khỏi hẳn. Như vậy, các thí nghiệm về dược năng của cây chó đẻ răng cưa đều cho thấy loại cây này có hoạt tính bảo vệ gan, kháng virus viêm gan B và chữa các bệnh về gan. Những bài thuốc sử dụng cây chó đẻ răng cưa: chữa viêm gan B, chó đẻ 30g, nhân trần 12g, xài hồ 12g, chi từ 8g, hạ khô thảo 12g, xác uống mỗi ngày 1 thang. Chữa viêm gan do virus, Diệp Hạ Châu đắng sao khô 20g, xác nước 3 lần, trộn chung các nước xác, thêm 50g đường đun sôi cho tan, chia làm 4 lần, uống trong ngày.
kết quả xét nghiệm HBsAg âm thì ngừng uống. Chữa sơ gan cổ trướng, chịp hạ châu đáng sau khô 100g xát nước 3 lần, trộn chung nước xát, thêm 100g đường đun sôi cho tan, chia nhiều lần uống trong ngày. Thuốc sắc đắng, liệu trình 30 đến 40 ngày. Khẩu phần hàng ngày phải hạn chế muối, tan thịt, cá, trứng, đậu phụ. Chữa suy gan do sốt rét, sáng lá, lị amid, ứ mật, nhiễm độc, chịp hạ châu, ngột hoặc đắng, sau khô 20g, cam thảo đắc sau khô 20g, xét nước uống hàng ngày. Lưu ý khi dùng. Hiện nay có nhiều người dù không có bệnh tật gì cũng dùng cây chó đẻ để uống hàng ngày với hy vọng có tác dụng giải độc gan. Điều này rất nguy hiểm, có thể khiến cho người sử dụng bị sơ gan hoặc teo gan. Nguyên nhân là do chó đẻ răng cưa có tác dụng lợi mật đối với những trường hợp mật không tiết ra, như ở bệnh nhân bị viêm mật, tắc mật. Tương tự, cây này có tác dụng nhuận gan đối với những trường hợp gan có vấn đề. Nếu như gan mật khỏe mạnh, không có bệnh mà uống loại thảo dược này sẽ khiến gan và mật phải làm việc nhiều nên dễ bị mất cân bằng, tổn thương và sinh ra bệnh. Thêm nữa, vì cây có tính đắng hàn nên có tác dụng giải nhiệt. Khi người không bị nhiệt vẫn uống thuốc này sẽ khiến cơ thể quá hàn, sinh bệnh tật. Dù chưa có nghiên cứu trên diện rộng để kết luận về việc gây vô sinh của cây chó đẻ, nhưng theo lý thuyết đông y, khi cơ thể quá hàn thì khó thụ thai. Cây chó đẻ làm tăng tính hàn nên về lý thuyết chúng tăng nguy cơ vô sinh. Cảm ơn các bạn đã xem kênh video Thuốc và Sức Khỏe. Mời các bạn đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Trân trọng cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại những video sau.